Có tiểu đây, có tiểu ở trong trong con này cách. Hết đầu đâu chân đâu rồi. Mặt đằng này đằng nào? Mặt đây, chân về đằng đấy, tức là đầu đầu ở đây. Đầu không biết thế thì hỏi xem, và ông Hào ông dẫn đi mình chỉ, cùng với Hào dẫn đi mới là chuẩn nhất. Ở đây mình chỉ biết thế thôi đã. Không, cái này là có hung thủ hết rồi. À, ừ, không, nhưng mà khỏe của nhà mình không thì phải ông Hào ông mới xác định được. Cái này là trong nhà nhà mình đã không biết. Cái này không biết. Quên là không rồi. Không biết, cứ ra hỏi ông Hào phải hỏi ông để xác định ấy. Không, 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 không xem này đâu, không xem này đâu. Chỉ đến cái kia là dừng lại, không ra đến đây, không bước ra đến đây. Tức là cái chú vừa rồi, năm vừa rồi chú đi tìm, chú đi hỏi thì bảo là có thiếu ở trên tìm trên đây là thiếu cái này. Cái đấy phải hỏi chứ còn chưa không chắc chắn được. Hỏi ông Hào, chị hỏi cho em, hỏi xong rồi chị hỏi xem em có phải không. Hỏi ông ấy bảo nhờ ông ấy dẫn đi như này chị dẫn lần trước ấy. Đấy thì chính xác đấy mới người nhà dẫn đi. Còn kia mình chỉ xác định đây là người này nhớ công, em nhớ nhầm hay sao? Toàn người nói với nhau nhớ nhầm không nhớ thì sao đâu. Đấy mới là chính xác nhất, tin tưởng nhất. Nhà nhà mình dẫn đi mà thì là chính xác nhất.
phải gọi, vừa xem để người ta kết hợp độ 2-3 người thì em mới quyết định như thế, không phải một người em không tin. Tìm ra người bố mẹ mình cụ dẫn đi cho. Tìm rồi, gặp hương. Cụ dẫn đi, con đi. Tên là gì ạ? Trần Văn An. Vừa cũng mất năm nào? Mất năm nào hỏi thì Trần Thị An. Trần Thị An. Mất năm bao nhiêu ạ? Bao nhiêu năm bao nhiêu? Cụ nói rõ đi ạ. Giờ mẹ mình mất năm bao nhiêu thì để biết được. Nhớ cho thân con nào. Ông bà cụ thọ bao nhiêu tuổi, mẹ thọ bao nhiêu tuổi? Mẹ thọ bao nhiêu tuổi? Lúc mất là thọ bao nhiêu tuổi? Bà mẹ mẹ của cụ thọ bao nhiêu tuổi? Trên 80 tuổi. Quê quán ở đâu? Quê quán ở ấp 1. Ngày xưa nó không, tên ngày xưa thì không biết. Bây giờ không gọi là ấp nữa,
ấp là cái thời Pháp. Thế bây giờ nguyện vọng của cháu Công là muốn tìm cả mộ ông và mộ bà. Thế bây giờ cụ dẫn chỉ cho cháu chính xác tận chỗ mộ nào, cụ dẫn chị đi, rồi dẫn tận nơi chỉ để con thắp, để cháu thắp hương, cháu biết chính xác. Chứ những người trần ở trên này mà bắt thịt thì không biết được. Cụ dẫn cho con đi chỉ chính xác. Giờ chị chỉ cho cụ dẫn chị đi, chị chỉ chính xác cho con cái mộ ngôi mộ nào là mộ bà, mộ nào là mộ thân mộ mẹ của cụ, mộ nào là mộ ông của cụ. Con hỏi em ông của cụ sinh ra mất ngày nào. Dẫn con đi, dẫn con đi chính xác. Phải không, chính xác mộ này không? Tìm cụ ông nữa. Một tuần rồi, cụ bây giờ nhà một tuần rồi. Bây giờ xác định cái bia để lấy cái cuốc, xem cái bia, xem hỏi thêm một số thông tin đây, nữa. Bây giờ cắm bia vào chân. Cắm bia vào chân thì xác định cho em cái tiểu nó chỗ nào, trong quan ngoài cách đúng không? Đây là trong quan ngoài cách. Cái này là cụ dẫn nhá, cái mộ này là bây giờ là đang yên. Mộ này đang yên. Không có nhà xây thì chỉ xây ở trên chứ không được đào sâu ngoài. Rồi, ghi vào. Mộ không được xây. Nào chân, xác định chân đi, chị xác định cho em cái bia. Bia đâu, chị xác định em cái bia. Đây, cái mặt giống y như cái bia. Đấy là chân, đầu đây. Quay về hướng này này. Cụ sống cùng các thiền con cháu. Đầu đằng này. Đầu đây. Đấy, bia ừ. Ừ, bia rồi đấy. Em giống như cái bộ kia. Đấy, em đánh dấu cho anh cái bia để lần sau chôn bia vào đây. Đấy, lệch không, có lệch không? Thế đầu này à? Thế bia đấy thì đầu đây này. Đầu đây, bảo đầu đây, quay mặt về đằng kia. Quay mặt về đằng kia. Lúc nãy thì lại bảo thì lệch ở đây, thì chỉ dò lại thế nào, dò lại nữa thế nào. Tức là dò là mặt thì vẫn phải quay về đằng này rồi. Ừ, dò chắc chính xác, không để cắm bia sai một phát là sau này là. Đầu chân. Và cái này là nó rộng ra. Con thắp hương, cháu thắp hương cháu cái bộ quần áo mang hương, quần áo đây. Em muốn hỏi thêm một số thông tin là chị hỏi em luôn. Thế bây giờ cụ muốn những cái gì, cụ có ý kiến của cụ, cháu tìm được cái này thì cô có mừng không? Cụ muốn những cái gì, mang cái bánh ở đây mà thắp hương. Đây thứ 6 đấy. Ngày mất của cụ chính xác là bao nhiêu nhỉ?
ngày rỗ thì thắp hương. Phải 1910 à? Nhưng mà cái ngày mất cụ có nhớ không hay là cụ không biết? Là 14 tháng 7 á. Tháng 6 chứ âm chứ. À 14 tháng 6 à. Đây cụ bảo cụ lôi đi từ hồ, cái hôm đến 14 là mình đi là đúng vào ngày dỗ của cụ này. Thế lúc đấy cụ cống à cụ hào này cụ lại bảo ngày bao nhiêu nhỉ? Không phải cụ không biết à. Là 14 tháng trước ghi đi. Trước ghi ngày dỗ đi. Thế vậy là cụ dỗ của ngày là 14 tháng tháng 6 âm lịch, mất năm 1910 tại ấp 1. Thế thì vậy là cụ có biết phần mộ của chồng cụ không? Tức là ông cụ nội. Ông cho cháu muốn tìm ông. Cụ Quân. Bà dẫn. Bà dẫn cháu đi đào chim. Bây giờ cháu tìm đến cụ ông này, cháu muốn tìm thêm cái đời trên sinh ra của cụ ông nữa. Đấy, ở quanh đây thôi, tiệm bất thể. Toại nguyện. Toại nguyện. Cháu công. Cháu đang bị bệnh, khỏi ốm đau, cháu tìm được quy tập mộ mả thắp hương cho nó theo. Không tìm được thì bây giờ thất lạc nữa. Cô dẫn được không hay phải nhờ cụ Nguyễn Lý Hào mới biết được? Cô biết chứ nhỉ? Cô bắt trước thì cô cũng biết. Cô bắt trước hay bắt sau, vấn đề là đấy. Ừ. À mà Trần. Cô cụ chính xác là Trần gì nhỉ? Trần Thị An. Tuổi. Cũng mà cũng mất là ở nhà hay là mất ở đâu? Cũng mất trước cụ ông hay là mất sau cụ ông ạ? Cụ mất trước hay là sau cụ ông? Cụ ông là mất trước.